Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm dân vận khéo 1+10, đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Đây là mô hình điểm thứ hai trong toàn tỉnh. Việc triển khai mô hình nhằm đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của đảng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên ở thôn, tổ dân phố, đồng thời là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, tạo mối liên hệ mật thiết củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Xã Nguyễn Trãi đã thành lập mô hình tại 5 thôn với gần 200 đảng viên phụ trách hơn 1.400 hộ gia đình. Qua cái công tác dân vận khéo này, tôi thấy rằng là gì? Cái trách nhiệm của đảng viên phải đứng lên hàng đầu. Mối quan hệ của đảng viên với quần chúng là càng được gắn bó và mật thiết hơn, là qua các cái công việc và cũng như là tìm hiểu được cái tư tưởng, nguyện vọng của mỗi người dân trong xóm, trong hộ và cũng giảm được các cái tai tệ nạn.